Thầy chào các em. Bài học trước chúng ta đã có dịp làm quen với nhau về cái khái niệm ánh xạ. Thế hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài ánh xạ thông qua một số những cái khái niệm mới của cũng liên quan đến ánh xạ. Đó là ánh xạ hợp, đó là toàn ánh, đó là đơn ánh, đó là song ánh. Thế thì trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái ánh xạ hợp nó là sao. Trước tiên thì chúng ta có một cái ánh xạ F, thầy cho đi từ tập hợp X và tập hợp Y, và G là một ánh xạ đi từ tập hợp Y vào tập hợp Z. Cái G này thầy nói rộng ra một chút để chúng ta đừng ngộ nhận. Đó là hàm số F đi tập hợp X vào Y thì cái ảnh của mỗi phần tử X đó tương ứng, thầy cho nó là Fx. Và ứng với Fx đó thông qua ánh xạ G thì chúng ta có tiếp một cái, thông qua nó thì tương ứng với nó ta có thêm một cái ảnh qua cái ánh xạ G ứng với cái vật Fx đó. Thế thì khi đó chúng ta có một cái khái niệm gọi là ánh xạ hợp, và người ta ký hiệu đó là G tròn F. Ánh xạ hợp của hai ánh xạ F và G được ký hiệu là G tròn F. Xin lưu ý với các em là G nó đứng trước F. Hợp của ánh xạ F và G, F và G thì nó lại là G tròn F. Thế thì nó là một ánh xạ đi từ tập hợp X và tập hợp Z, và ứng với mỗi phần tử X thuộc X lớn ta đều xác định được duy nhất một phần tử Z nhỏ, được định nghĩa là G của Fx. Thì đây là cái hình ảnh của một ánh xạ hợp. Thế bây giờ thì chúng ta quan sát một cái ví dụ nhỏ nhỏ thầy cho như sau. Chẳng hạn thầy cho hàm số F đi từ tập hợp R, là tập hợp các số thực, vào R, được định nghĩa là X tương ứng với nó là X chia cho căn của 1 cộng X bình phương, và G là tập hợp đi từ tập hợp số thực R vào tập hợp số thực R. Ứng với X ta có Y bằng Fx. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là thầy muốn đi tìm cái ánh xạ hợp sau đây, G tròn F. Vậy thì G tròn F rõ ràng chúng ta thấy nó đi từ tập hợp R vào tập hợp R. Và theo định nghĩa vừa rồi thì ứng với mỗi giá trị X thuộc R, ta xác định được duy nhất một phần tử là G tròn Fx, được định nghĩa là G của Fx. Và thì G của Fx này chúng ta được xác định như thế nào? Tức là hàm G của chúng ta, Gx của chúng ta thì nó lại bằng 2x. Như vậy thì G của Fx có nghĩa là chỗ nào có x ta được thay nó là Fx. Mà đây là biểu thức Fx. Như vậy thì ở đây G bằng 2x thì số 2 này chúng ta viết lại. Còn cái x này của chúng ta được thay nó là gì? Là Fx. Mà Fx của chúng ta mang biểu thức là gì? X chia căn 1 cộng x bình phương, người ta viết ở đây. Thì đây nó là, đây là cái ánh xạ hợp G tròn F của chúng ta đây. Thế bây giờ thầy muốn xác định tiếp ánh xạ F tròn G coi ra sao nhé. Thế thì F tròn G của chúng ta cũng dễ dàng thấy được, đây là một ánh xạ đi từ tập hợp R và tập hợp R. Và ứng với mỗi phần tử X thuộc R, ta có được cái ảnh của nó là F tròn Gx. F tròn Gx thì theo định nghĩa chúng ta biết nó là F của Gx. Và bây giờ thì ta lại đi tính tiếp cái biểu thức F của Gx nó là cái gì nhé. Thế thì F của chúng ta đây, chỗ nào có x thì chúng ta được thay nó là Gx, mà Gx của chúng ta nó là 2x đây các bạn. Như vậy thì ở đây chúng ta quan sát, cái chữ x này bây giờ được thay là Gx, mà Gx của chúng ta là 2x. Như vậy thay vào chỗ này chúng ta được chỗ này là 2x. Mẫu số của chúng ta là căn 1 rồi cộng cho thầy viết lại. Vậy thì chỗ x bình phương này chúng ta được thay nó là Gx vào đây, tức là Gx tất cả bình phương, mà Gx của chúng ta là 2x. Vậy thì 2x bình phương lên chúng ta được ở đây là 4x bình phương. Đây là cái biểu thức của F tròn G.
Vậy thì bây giờ có một cái điều mà thầy muốn nhấn mạnh cho các em về cái phép toán hợp, phép toán tròn đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy là G tròn F thì cái biểu thức của nó là 2x chia cho căn của 1 cộng x bình phương. Còn cái biểu thức của F tròn G đó, thì nó lại là 2x chia cho căn của 1 cộng 4x bình phương. Thế thì rõ ràng hai cái biểu thức này của chúng ta là khác nhau. Như vậy thì một cái nhận xét sau đây chúng ta cần chú ý, đó là F tròn G và G tròn F là hai ánh xạ hoàn toàn khác nhau. Vậy thì phép toán tròn trong ánh xạ, xin lưu ý, không có tính chất giao hóa. Cũng mang một cái hình ảnh ví dụ này nữa, thầy giữ lại cái hàm F để thầy muốn nói thêm một chút về ánh xạ. Ví dụ bây giờ thầy muốn xác định cái ánh xạ F tròn F, tức là ánh xạ hợp của F tròn F đó, thì đương nhiên F tròn F của chúng ta cũng tiếp tục đi từ tập R đến tập hợp R. Thế thì ứng với mỗi giá trị x thuộc R, ta có được cái ảnh của nó là F tròn F của x. Mà F tròn F của x theo định nghĩa nó là F của Fx, nghĩa là chỗ nào có x ta thay nó là Fx. Do vậy mà F của Fx chúng ta được biến đổi như sau: cái chỗ x này đây được thay nó là Fx, mà Fx của chúng ta lại bằng gì? Lại bằng x chia căn của 1 cộng x bình phương. Do vậy cái x này được thế nó là chia cho căn của 1 cộng x bình phương. Rồi ở dưới mẫu của chúng ta là căn 1 chúng ta viết lại, cộng chúng ta cũng viết lại. Riêng cái x bình phương này được thay nó là gì? Được thay nó là biểu thức của fx. Mà biểu thức của fx của chúng ta nó là gì? Nó là x chia căn của 1 cộng x bình phương. Do vậy mà x bình phương lên, tức là cái g, cái fx đó bình phương lên, thì ở đây chúng ta được chỗ này là x bình phương chia cho bình phương của mẫu, mất căn rồi, nó chỉ còn lại 1 cộng x bình phương. Thế bây giờ thì chúng ta chỉ còn có nhiệm vụ rút gọn cái biểu thức này lại. Chúng ta rút gọn nhé. X chia cho căn của 1 cộng x bình phương chỗ này chúng ta viết lại. Thế rồi chia cho cái căn này này. Chia cho cái căn này thì chúng ta tách nó ra và nhân cho phân số nghịch đảo. Thì cái phân số ở mẫu của chúng ta nó là căn của 1 cộng x bình, thì ta nghịch đảo lên nó nằm ở trên tử đây. Và ở dưới mẫu chúng ta còn lại cái gì? 1 nhân lên nhé, là 1 cộng x bình phương nhân lên là x bình phương, với x bình phương ở đây nữa là 2x bình phương. Như vậy ở dưới mẫu này của chúng ta còn lại là căn của 1 cộng 2x bình phương. Và ở đây thì đương nhiên 1 cộng x bình phương lấy căn, nó khác, bao giờ nó cũng khác không cả đấy. Ta đơn giản được, ta đơn giản được đi. Như vậy thì ở đây ta còn lại là x chia cho căn của 1 cộng 2x bình phương. Đây là cái biểu thức của F tròn GX, F tròn FX. Thế bây giờ ở đây thầy muốn nói thêm một chút chỗ này. Vậy thì bây giờ thầy muốn tính cái F bình phương của X, cái hàm F bình phương của X, tức là ta lấy cái biểu thức của F ta bình phương lên thôi. Vậy ta bình phương lên thôi thì ở đây chúng ta được cái gì chỗ này? X bình phương chia cho bình phương của mẫu lên, mất căn rồi, còn lại là 1 cộng X bình. Và chúng ta quan sát chỗ này chứ. X chia căn của 1 cộng 2x bình phương và x bình phương chia 1 cộng x bình phương, rõ ràng hai biểu thức này khác. Do vậy mà chúng ta cần chú ý thêm một điều nho nhỏ ở đây nữa. Đó là F tròn F với lại F bình phương là hoàn toàn khác nhau. Đây là hai ánh xạ, đây là hai hàm khác nhau. Nó không giống nhau. Cho nên là chúng ta không thể hiểu được, chúng ta không thể đồng nhất được cái tròn tròn đó là cái dấu nhân được. Cái tròn tròn đó chỉ là phép toán hợp mà thôi. Thế bây giờ thì chúng ta tiếp tục một cái khái niệm nữa cũng liên quan đến ánh xạ. Đó là khái niệm đơn ánh, toàn ánh và sóng ánh. Rồi trước hết chúng ta làm quen với ba cái khái niệm đó như sau nhé. Bây giờ thầy có một cái ánh xạ F đi từ tập hợp X vào Y. Với mỗi giá trị X thuộc X lớn, bao giờ chúng ta cũng xác định được
duy nhất một phần tử y thuộc y lớn, mà y đó ta biết rằng ta được ký hiệu nó là fx. Thế bây giờ chúng ta có ba cái khái niệm sau đây: đơn ánh, toàn ánh và sóng ánh. Trước hết, ta gọi f là một đơn ánh nếu điều sau đây xảy ra. Đó là nếu mà ta có fx1 bằng với fx2, thì lập tức ta suy ra được ngay x1 và x2 phải bằng với nhau. Vậy thì điều này cũng hoàn toàn có nghĩa là nếu mà x1 và x2 khác nhau thì kéo theo fx1 và fx2 phải khác nhau. Ở đây chúng ta sử dụng đến một cái mệnh đề sau đây: A kéo theo B thì điều đó tương đương với không B kéo theo không A. Đó là mệnh đề kéo theo. Do vậy, F là một đơn ánh, chúng ta còn có thể hiểu bằng một cái định nghĩa khác như thế này: nếu mà x1 và x2 khác nhau, là hai phần tử trong x lớn đó khác nhau, thì lập tức ta cũng kéo theo được cái ảnh của nó, fx1 và fx2 cũng phải khác nhau. Đó là cái khái niệm về đơn ánh. Thế bây giờ khái niệm nữa là khái niệm toàn ánh. Nếu f là một toàn ánh khi và chỉ khi cái ảnh của f lớn x nó trùng với y, tức là qua ánh xạ f thì ảnh của x nó chính là tập hợp y, tức là cái tập xác định, cái tập giá trị của f đó nó trùng với y luôn. Thế thì lúc này ta nói nó là một toàn ánh. Nếu mà hiểu một cách khác hơn, rõ ràng hơn, diễn tả qua một cái mệnh đề toán học, thì chúng ta diễn tả một cái toàn ánh như sau các em. Có nghĩa là bây giờ nếu ta lấy với mọi phần tử y nhỏ thuộc cái tập hợp y lớn, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái phần tử x thuộc x lớn để y của chúng ta bằng fx. Mà cái điều này nếu mà chúng ta theo dõi cái bài học vừa rồi thầy trình bày, thì nếu mà một ánh xạ bình thường thì cái điều này là không đúng. Với mọi y thuộc y lớn, có một x nhỏ thuộc x lớn để y bằng fx, điều đó không đúng. Nhưng nếu mà điều này đúng thì ánh xạ f đó được gọi là một toàn ánh. Chúng ta nhớ điều đó. Rồi và một khái niệm cuối cùng nữa, đó là sóng ánh. Người ta gọi f là một sóng ánh khi mà f của chúng ta vừa là đơn ánh và vừa là một toàn ánh. Như vậy một ánh xạ f vừa toàn ánh vừa đơn ánh thì ta gọi đó là sóng ánh. Thế bây giờ để hiểu rõ cái khái niệm đơn ánh, toàn ánh, sóng ánh, thì thầy muốn minh họa với các em thông qua một số những cái giả đồ vẹn như thế này. Chẳng hạn thầy cho một ánh xạ F đi từ tập A vào tập B. Giả sử rằng A của chúng ta là một tập hợp gồm có 3 phần tử được đặt tên là 1, 2, 3 như trên màn hình của chúng ta. Và B của chúng ta gồm 4 phần tử M, N, P, Q. Và chúng ta có một cái tương ứng như sau. Chẳng hạn như 1 tương ứng với N, rồi 2 lại tương ứng với M, và 3 tương ứng với P. Như vậy thì chúng ta quan sát một chút. Cứ hễ hai phần tử trong A khác nhau thì ảnh của nó cũng khác nhau. Ví dụ 1 và 2 khác nhau thì ảnh là MN cũng khác nhau. Thế rồi 1, 3 là hai phần tử khác nhau thì ảnh của nó là NP cũng khác nhau. Thế rồi 2 và 3 là hai phần tử khác nhau trong A. Tương ứng với nó chúng ta cũng có được hai phần tử M và P khác nhau trong B. Như vậy đây là một cái hình ảnh của một cái đơn ánh của chúng ta đây. Đây là một cái ánh xạ mà có tính chất gọi là đơn ánh. Thế bây giờ ví dụ bây giờ thầy bôi cái số 1 đây nha. Thầy cho 1 bây giờ tương ứng với P. Như vậy ta quan sát lại F của chúng ta có còn là đơn ánh nữa hay không. Thì bây giờ thì chúng ta thấy 1 và 3 là hai phần tử khác nhau trong A, nhưng ảnh của nó lại trùng với nhau, đều là P. Như vậy rõ ràng đây không phải là một đơn ánh rồi, nó chỉ là một ánh xạ bình thường thôi. Như vậy thì đây là cái hình ảnh
minh họa để chúng ta nhận ra được, ta hiểu rõ hơn được một cái đơn ánh như thế nào. Bây giờ cũng một cách tương tự bằng cái giảng đồ ven, thầy muốn giúp cho các em hiểu được cái toàn ảnh. Chẳng hạn bây giờ A, thầy cho nó là tập hợp gồm có 3 phần tử 1, 2, 3. Và B gồm có 2 phần tử thôi, M và N. Chúng ta quan sát một cái tương ứng sau đây. Ví dụ 1 tương ứng với N, rồi 2 thì lại tương ứng với M qua ánh xạ F, 3 lại tương ứng với M luôn. Như vậy thì chúng ta thấy này, với mọi giá trị y nhỏ thuộc B, bao giờ chúng ta cũng tìm được ít nhất một phần tử x thuộc A lớn để cho có ảnh của nó thông qua đó. Như vậy thì ở đây chúng ta, hoặc là chúng ta lại thấy rằng rõ ràng đây là tập giá trị của hàm số F, nó trùng luôn với tập hợp B cũng được nữa. Thì đây là cái hình ảnh của một cái toàn ảnh. Nhưng mà bây giờ chúng ta quan sát coi nó có đơn ánh không? Rõ ràng không. 2 và 3 là hai phần tử khác nhau trong A, nhưng có chung một ảnh là M nhỏ. Như vậy F của chúng ta cũng không là đơn ảnh. Vậy bây giờ thằng bối này đi chút xíu. Chẳng hạn bây giờ thầy cho số 1 nó tương ứng luôn với phần tử là M trong B. Như vậy thì chúng ta xem thử nó có là toàn ánh được hay không. Đương nhiên nó không là đơn ánh rồi. 3 phần tử 1, 2, 3 khác nhau nhưng có chung một ảnh, đương nhiên nó là không đơn ánh. Nhưng mà nó có là toàn ánh hay không? Bởi vì cái tập giá trị của nó bây giờ chỉ có một phần tử là M, trong khi đó tập hợp B có thêm phần tử là N. Tập giá trị của nó không trùng với tập hợp B, do vậy đây của chúng ta không là một toàn ánh được. Thì đây là cái hình ảnh để chúng ta minh họa nó là một toàn ánh. Thế bây giờ còn một cái khái niệm nữa là song ánh. Thầy cũng muốn giúp cho chúng ta hiểu thông qua cái giảng đồ ven như thế này. Thầy cũng có một cái ánh xạ F đi từ A đến B. Và giả sử rằng A của chúng ta nó là tập hợp gồm có 3 phần tử 1, 2, 3. Và B của chúng ta cũng có 3 phần tử M, N, B. Ví dụ thầy cho con số 1 tương ứng với nó của ánh xạ F là M, rồi 2 tương ứng của ánh xạ F là N, và 3 tương ứng của ánh xạ F là P. Thế thì ở đây chúng ta quan sát xem nào, có là đơn ánh không? Quả thực đơn ánh. Cứ 2 phần tử khác nhau trong A thì ảnh của nó cũng khác nhau trong B, do vậy đây là một đơn ánh. Điểm thứ hai nữa là tập giá trị của F rõ ràng trùng với lại tập hợp B, do vậy nó là một toàn ánh. Vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh, do vậy F của chúng ta là một song ánh. Đây là hình ảnh của một song ánh. Mà cái song ánh thì thực tế các em thấy là ở trong thực tế chúng ta thấy song ánh rất rất nhiều. Thầy lấy một ví dụ của cái bài học trước. Chẳng hạn như là chúng ta có được, chẳng hạn như là cứ một cái bảng số xe gắn máy thì tương ứng với là một xe gắn máy, mà mỗi xe gắn máy chỉ ứng với một số xe gắn máy, thì đó là một cái song ánh đấy. Chúng ta thấy cái cách hiểu song ánh ở thực tế của chúng ta nó là như vậy. Thế bây giờ thì chúng ta quay trở lại cái hình ảnh của song ánh. Nếu F đi từ A đến B là một song ánh thì bây giờ 2 thì nó tương ứng với N. Thế bây giờ chúng ta làm một ánh xạ ngược lại, tức là N nó tương ứng là 2, rồi M nó lại tương ứng là 1, và P nó lại tương ứng là 3. Khi đó chúng ta thấy rõ ràng chúng ta xác lập được một ánh xạ mới đi từ B đến A, và ánh xạ mà được thể hiện cái tương ứng bằng cái chấm chấm trên màn hình của chúng ta, người ta ký hiệu nó là F trừ 1. F trừ 1. Và khi đó người ta gọi đây là một ánh xạ ngược của một ánh xạ F. Như vậy thì vấn đề đặt ra là khi nào một ánh xạ tồn tại một ánh xạ ngược, thì xin lưu ý đó, khi F là một song ánh thì lúc đó chúng ta mới có được ánh xạ ngược.
Vậy thì ở đây với cái kiểu ký hiệu, với cái kiểu về ví dụ vừa rồi thầy cho đó, thì chúng ta có một cái cách diễn tả ánh xạ ngược như thế này. Ánh xạ ngược người ta ký hiệu là F-1, đi từ đâu? Đi ngược lại từ B đến A. Và ở đây thì ứng với em mà nhỏ qua cái ánh xạ ngược F-1 thì ta có được F-1 em mà nó là gì? Nó là số 1. Ha? Rồi tương tự như vậy, N qua cái ánh xạ ngược F-1 nó có ảnh của nó là gì? N qua ảnh của nó đây là 2. Rồi P qua ánh xạ ngược F-1 cho ta ảnh của nó là số mấy? Số 3 ở đây. Cái kiểu hiệu của chúng ta nó là như vậy đấy. À, như vậy thì vừa rồi thầy mới giúp cho chúng ta hiểu được những khái niệm, bốn khái niệm sau đây: ánh xạ đơn ánh này, toàn ánh này, song ánh này, và bây giờ nó lại là ánh xạ ngược, và thêm một cái nữa là ánh xạ hợp nữa. À, như vậy thì đó là tất cả những cái khái niệm mà liên quan đến khái niệm về ánh xạ. Bây giờ thì chúng ta xem một số những cái tính chất liên quan đến bài học trước. Và bài học này thì thầy có dịp để nhắc lại. Và thì thầy quan tâm đến cái chuyện là ánh xạ ngược của nó làm sao. Ở bài học trước thì chúng ta có những cái tính chất nhỏ nhỏ như thế này. Nếu có một ánh xạ F đi từ X vào Y, A và B là hai tập con của X. Nếu A nằm trong B thì bao giờ ta cũng có FA là tập con của FB. Như vậy một cách, cái việc chứng minh thì chúng ta đã chứng minh ở bài học trước rồi. Thế bây giờ thì thầy chỉ thông qua nó, thầy chỉ liên hệ nó qua cái ánh xạ ngược F-1 thôi. Thế thì bây giờ cũng thế. Nếu ta có F là một ánh xạ đi từ X vào Y, và ở đây thầy cho F là một song ánh. Mà nếu nó là song ánh thì đương nhiên nó sẽ tồn tại ánh xạ ngược F-1. Bây giờ thầy lấy hai tập hợp nằm trong tập hợp Y mà thầy ký hiệu là C và D. Thế thì nếu như C mà nằm trong D, một cách tương tự như bài học trước, chúng ta cũng sẽ có F-1C nằm trong F-1D. Ánh xạ ngược F-1 tồn tại bởi vì F của chúng ta là một song ánh. Cũng vậy, trong bài học trước chúng ta có một cái tính chất là F là một ánh xạ đi từ X vào Y, A và B là hai tập con của X. Thế thì ta có FA hợp B sẽ bằng FA hợp với FB. Thế bây giờ ta liên hệ nó qua cái ánh xạ ngược. Thầy cho một hàm số F đi từ X vào Y, và F là một song ánh. Thầy lấy hai tập hợp tùy ý C và D trong Y, gọi là con của Y đó, là trong Y đó. Thế thì bây giờ chúng ta cũng có được cái một số những cái tính chất giống bài học trước. Đó là ánh xạ ngược F-1 tồn tại do F song ánh của C hợp D sẽ bằng F-1 của C hợp với F-1 của D. Chúng ta cũng thấy tương tự như vậy. Đây là những cái tính chất mà chúng ta cần nhớ. Thế rồi bây giờ tiếp, chúng ta có được F đi từ X đến Y, A hợp A và B đều nằm trong tập hợp X. Thế thì bây giờ phép toán giao trong bài học trước thầy bảo rằng nó không bằng, mà đây là FA giao B, nó chỉ là tập con của FA giao với FB thôi, nó khác với phép toán hợp như vừa rồi. Vậy thì bây giờ đối với bài học ngày hôm nay thì nó có khác gì hay không? Thì chúng ta quan sát chỗ này một chút. Nếu thầy cho F là một ánh xạ đi từ X vào Y, và thầy cho thêm một điều này nữa các em, đó là một đơn ánh. Thế thì nếu mà ta lấy hai tập hợp A và B nằm trong X, thì lúc này không phải là tập con nữa, mà nó được thay thế bằng dấu bằng. Nghĩa là F của A giao B lúc này nó bằng với FA giao với FB. À, như vậy thì FA giao B lúc nào cũng là tập con của FA giao B rồi. Vậy muốn chứng minh dấu bằng này xảy ra, các em chỉ cần chứng minh FA giao B là tập con của FA
giao B là được. Đúng chưa? FA giao FB là tập con của FA giao B. Thế bây giờ thì chúng ta chứng minh cái điều này như sau. Chúng ta lấy với mọi y thuộc vào cái tập FA giao với FB. Chúng ta chỉ cần chứng minh y này thuộc về tập FA giao B là lập tức FA giao FB là tập con của FA giao B ngay. Mà cộng với lại cái điều của tuần trước, của bài học trước thì ta có ngay được cái dấu bằng này xảy ra. Rồi bây giờ thì y của chúng ta thuộc FA giao với FB thì đương nhiên y của chúng ta phải thuộc về FA, đồng thời cũng phải thuộc về FB. Thế y mà thuộc FA thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có được một cái giá trị x1 nào đó thuộc A, để sao cho y của chúng ta phải bằng đúng fx1. Thế rồi y thuộc FB cũng vậy, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái giá trị x2 thuộc B, một cái phần tử x2 thuộc B, sao cho y của chúng ta bằng fx2. Thế bây giờ chúng ta lại xem tiếp. Như vậy thì bây giờ nếu như thầy có một cái giá trị x, một cái phần tử x thuộc về A giao B, thế thì chúng ta thấy rằng do F của chúng ta là một đơn ánh, do vậy mà nếu x1 và x2 khác nhau thì đương nhiên fx1 và fx2 sẽ phải khác nhau, đúng chưa? Do vậy mà ở đây x thuộc cả A lẫn B thì đương nhiên ta có, do F của chúng ta là đơn ánh, ta có y bằng fx. Mà x thuộc A giao B ta có y bằng fx thì có nghĩa là y của chúng ta phải thuộc tập F của A giao B. Thế bây giờ ở trên thì ta có y thuộc A giao B, ở dưới ta có y thuộc A, F của A giao B, thì đương nhiên FA giao với FB này của chúng ta phải là tập con của cái tập FA giao B. Mà là tập con thì ở trên thì ta có cái bao hàm này, ở dưới thì ta có cái bao hàm này. Như vậy thì đương nhiên đây dấu bằng xảy ra, hai tập hợp bằng nhau. Thế thì thầy nói rõ ở đây một chút xíu cái chỗ này. Do F của chúng ta là đơn ánh, thế cho nên là nếu ở đây x vừa thuộc A và B, cho nên y phải bằng fx. Bởi vì x1, x2 mà khác nhau thì fx1, fx2 của chúng ta cũng khác nhau là như vậy nhé. À, như vậy thì chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa cái tính chất của cái hàm của ánh xạ. Bây giờ thầy thông qua nó bằng cái ánh xạ, bằng cái khái niệm đơn ánh với toàn ánh, thì chúng ta nhớ lại cái kiến thức này để chúng ta làm. Thế bây giờ thì chúng ta quay trở lại một chút cũng vào cái bài học trước, ta có được điểm này. Thế bây giờ nếu mà chúng ta có được F của chúng ta là một ánh xạ, mà không những thế thầy cho nó là song ánh, thì bây giờ nếu C và D là hai tập con của Y thì lúc này ta có F trừ 1, tức là ánh xạ ngược của C giao D. Và xin lưu ý, F mà là song ánh thì đương nhiên F trừ 1 cũng là song ánh. Mà F trừ 1 là song ánh thì đương nhiên F trừ 1 tối thiểu nó phải là đơn ánh. Mà là đơn ánh qua cái mệnh đề vừa rồi chúng ta vừa mới biết, chúng ta đạt được đây là dấu bằng. F trừ 1 của C giao với F trừ 1 của D. Đây là những cái tính chất liên quan đến tập hợp thông qua cái khái niệm ánh xạ. Chúng ta cần nắm được như vậy. À, sau đây có một số những cái bài, còn một số tính chất nữa của bài học trước nữa này. Thế bây giờ chúng ta quan sát này tí nhé. Thầy cho một cái bài toán liên quan đến ánh xạ hợp và liên quan đến khái niệm toàn ánh, đơn ánh, để chúng ta theo dõi một số những cái tính chất cũng khá hay. Thầy cho hai ánh xạ F đi từ X đến Y và G đi từ Y đến X, và tồn tại ánh xạ hợp G tròn F. Thế thì bây giờ nếu mà G tròn F của chúng ta là một đơn ánh thì F cũng là đơn ánh. Xin nhắc lại cái giả thiết G tròn F là đơn ánh thì F là đơn ánh. Ở đây thì thầy sẽ chứng minh điều này thông qua cái cách chứng minh
phản đảo lại nó một chút. Tức là thầy giả sử rằng F của chúng ta không phải là đơn ánh. Nếu không phải là đơn ánh thì thế nào chúng ta cũng tìm được hai phần tử khác nhau nằm trong tổng hợp X. Mà ở đây thì chúng ta đặt ký hiệu nó là X1, X2. Và để cho ảnh của nó lại trùng nhau, ảnh của nó lại giống nhau, tức là FX1 và FX2 bằng nhau. Do F không là đơn ảnh, ta giả sử được điều đó. À, như vậy thì lúc này ta có như sau. À, chúng ta thấy rằng do FX1 bằng FX2 thì đương nhiên G của FX1 phải bằng với G của FX2. Ở đây thuần túy là định nghĩa của ánh xạ, chứ không phải là đơn ánh toàn ánh gì ở đây hết. Vậy thì chúng ta lại quan sát tiếp, ta thấy rằng X1 và X2 là hai phần tử khác nhau thuộc tập hợp X. Nhưng mà rồi thì cuối cùng ta dẫn đến được G của FX1 lại bằng G của FX2. Do vậy mà cái G tròn F của chúng ta cũng không thể nào là đơn ánh được. Vậy thì điều này mâu thuẫn với lại giả thiết G tròn F là đơn ánh. Do vậy mà F của chúng ta bắt buộc phải là đơn ánh thôi. Và đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Ở đó thì cái cách nghĩ, cái cách làm của cái toàn ánh, của cái đơn ánh, của cái song ánh, thầy vừa trình bày cho chúng ta để có được một số những kinh nghiệm. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục một số những ví dụ cũng liên quan đến phép toán hợp, liên quan đến những khái niệm toàn ánh và đơn ánh như sau. Thầy cũng có một cái ánh xạ hợp G tròn F. Giả sử rằng G tròn F bây giờ không phải là đơn ánh, mà bây giờ chẳng hạn nó là toàn ánh. Thì nếu như nó là toàn ánh thì bây giờ G lại là toàn ánh. Vừa rồi nếu G tròn F là đơn ánh thì F là đơn ánh. Bây giờ G tròn F là toàn ánh thì G lại là toàn ánh. Chúng ta nhớ những cái mệnh đề, những cái tính chất đó để chúng ta dễ nhận ra được vấn đề. Thế bây giờ để chứng minh điều đó thì chúng ta làm như sau. Phải chứng minh một cách thuần túy thôi, chứ không có phản đảo như vừa rồi. Thế thì bây giờ chúng ta có như thế này. G tròn F là một toàn ánh. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta lấy với, tức là cái ảnh, tức là G của Fx đó, nó phải trùng với lại cái tập hợp G. Đúng không? Theo đúng định nghĩa của toàn ánh. Tức là cái tập giá trị của cái G tròn F, nó phải trùng với lại cái tập giá. Rồi bây giờ, ta lấy GY, tức là ảnh của tập hợp Y. Muốn chứng minh G là toàn ánh, ta cố gắng chứng minh GY này nó phải bằng luôn tập Z, tức là tập giá trị của G trùng với lại tập Z, thì lúc đó G là toàn ánh thôi. Thế thì rõ ràng rằng GY thì bao giờ nó cũng nằm ở trong Z, điều đó là hiển nhiên, đúng không? Tập hợp ảnh của Y đương nhiên nó phải nằm trong tập hợp Z. Như vậy muốn chứng minh GY bằng luôn tập hợp Z, vậy thì ta chỉ cần chứng minh điều gì thôi? Z lại là con của tập hợp GY. Và ta phải chứng minh được điều này. Vậy thì bây giờ chúng ta xem chứng minh sao nhé. Vậy thì ta lấy Fx, x lớn. Fx lớn của chúng ta thì rõ ràng là nó nằm ở trong Y. Đúng, theo tính chất của ánh xạ thôi. Fx lớn là con của tập Y. À, như vậy thì ta suy ra được điều gì? Qua ánh xạ G, xin lưu ý Fx lớn nằm trong Y. Do vậy mà cái mệnh đề vừa rồi trong cái đầu giờ thầy nói đó, tức là Fx mà nằm trong Y thì đương nhiên là G của Fx cũng phải nằm ở trong G của Y, của ánh xạ G. Mà G của Fx ta biết rằng nó bằng Z. Như vậy chỗ này của chúng ta là Z. Như vậy ta vừa mới chứng minh xong là Z lại là tập con của GY. Mà GY là tập con của Z, điều này là đương nhiên. Như vậy ta có được điều gì? Tức là Z nó chính là tập giá trị của ánh xạ G. Do vậy mà G của chúng ta là một toàn ánh.
cái cách để chúng ta nghĩ, chúng ta dựa vào định nghĩa để chúng ta chứng minh G của chúng ta là một toàn ánh. Chúng ta lại có tiếp một cái ví dụ nữa như thế này. Thầy cũng cho F và G. Thế bây giờ nếu mà F và G đều là hai ánh xạ đơn ánh cả, thì lúc đó chứng minh G tròn F cũng là một đơn ánh. Thế giờ chúng ta chứng minh như sau nhé. Trước hết, thầy sử dụng cái giả thiết F là một đơn ánh. Nếu F là một đơn ánh thì nếu mà A và B là hai phần tử thuộc vào tập hợp X, và giả sử rằng A khác B, do F là đơn ánh cho nên cái ảnh của nó qua ánh xạ F cũng phải khác nhau, tức là FA phải khác với FB. Thế rồi bây giờ thầy lại tiếp tục sử dụng giả thiết G là một đơn ánh. Thế thì FA và FB đều nằm trong Y, mà FA khác với FB cho nên G là đơn ánh, thì ta cũng phải có từ FA khác B, ta cũng phải có G của FA khác với G của FB. Như vậy tóm tắt lại thì với mọi AB thuộc tập hợp X, chúng ta có G của FA khác với G của FB. Do vậy mà chúng ta có được điều gì? G tròn F phải là một đơn ánh, cũng theo đúng định nghĩa của đơn ánh. Như vậy thì chúng ta thấy qua hai ví dụ nho nhỏ thì thầy chứng minh một cái ánh xạ là toàn ánh hoặc đơn ánh. Chúng ta bám sát, thật sát cái định nghĩa. Có khả năng là chúng ta dùng cái toàn ánh và đơn ánh vừa rồi thầy trình bày cho các em ở hai cái khái niệm. Chúng ta có thể dùng hai cái khái niệm đó, một trong hai khái niệm đó, để chứng minh nó là đơn ánh hoặc toàn ánh. Ví dụ như đơn ánh thì thầy có bày ra cho các em là nếu mà Fx1 bằng Fx2 thì dẫn đến x1 bằng x2, đó là một cách diễn tả. Cách diễn tả thứ hai là x1 khác x2 thì kéo theo fx1 cũng khác f2. Tùy theo tình huống, tùy theo mỗi bài mà chúng ta lựa chọn cái cách tiếp cận nào để dẫn đến f là toàn ánh hoặc là f là đơn ánh. Chúng ta xem tiếp một ví dụ nữa. Thầy cũng có hai cái ánh xạ f và g. Bây giờ nếu f và g cùng là toàn ánh, đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh g tròn f cũng là một ánh xạ toàn ánh bằng cách như sau. Trước hết chúng ta sử dụng cái giả thiết f là toàn ánh trước. Nếu f mà là toàn ánh thì đương nhiên theo cái cách tiếp cận thứ hai mà trong cái trình bày toàn ánh, chúng ta có với mọi z thuộc và tập hợp z lớn, thế thì bao giờ ta cũng tìm được một phần tử y nhỏ thuộc y lớn để sao cho g của y phải bằng z. Đó, theo cái định nghĩa của toàn ánh. Ở đây thì thầy lại không dùng cái tập giá trị của g nó trùng với z, mà thầy dùng cái một cái mệnh đề toán học để diễn tả cái toàn ánh với mọi z thuộc z lớn, ta có một cái y thuộc y lớn để z bằng g. Rồi bây giờ ta lại tiếp tục dùng cái giả thiết thứ hai là f là toàn ánh, thì lúc này sẽ có cái y này là cái, với cái y mà chúng ta vừa mới có ở trên đây nè, thuộc y lớn, thì bao giờ cũng tìm được một x nhỏ thuộc x lớn để sao cho y của chúng ta bằng fx. Như vậy thì tóm tắt lại, chúng ta thấy với mọi z thuộc z lớn, cái y bao giờ cũng tồn tại một cái x thuộc x lớn để cho cái z bằng gi, mà y này của chúng ta thì lại bằng fx, tức là z của chúng ta bằng g của fx. Vậy thì đây chính là chứng tỏ rằng g tròn f của chúng ta là một toàn. Như vậy thì cái ví dụ này thầy cũng vừa mới trình bày xong cho các em. Thế hôm nay thì chúng ta học thêm được một số những khái niệm liên quan đến ánh xạ. Đó là ánh xạ hợp, đơn ánh, toàn ánh, song ánh và ánh xạ ngược. Và thầy cũng có dịp để giới thiệu cho các em một số những cái cách chứng minh song ánh, đơn ánh, toàn ánh. Và cũng liên quan đến những cái khái niệm là hàm hợp, rồi hàm ngược, vân vân. Thế bài học của chúng ta đến đây thì chấm dứt. Thầy thân ái chào.